Hoài Lâm chia sẻ về chuyện vực dậy bằng cách tìm đến Phật Pháp. Lâm muốn mình trưởng thành hơn, cái thái độ mình làm việc, mình cách mình tiếp xúc với công việc, cách mình tự chủ. Em vẫn đang trong thời gian tìm kiếm năng lượng có thể phục hồi, bảo vệ Lâm khỏi những cái tiêu cực. Trước đó thì Lâm hơi nhút nhát, Lâm không có bản lĩnh. Cái cách nói chuyện cũng như là cái thái độ của mình nó chưa có thực sự đúng đắn với cái hoàn cảnh. Nó làm cho mình cảm thấy bâng khuâng, ngột ngạt. Những cái tiêu cực đó nó làm mình cảm giác khó thở ở cái lồng ngực mình. Lâm cảm thấy cái điều đó là mình cần thay đổi để thứ nhất là kiếm tiền, lúc nào cũng phải kiếm tiền. Ở đất Sài Gòn này thì phải cố gắng và tự đứng lên. Nếu mà mình không được là mình thì rất là đáng tiếc. Nên là Lâm mới đổi tên là Tuấn Lộc, quyết định là bỏ bớt đi những cái tiêu cực thì chỉ lấy là tu lô thôi. Hơi mắc cười một xíu, tu lô. Lâm cũng nghe Đức Mẹ Quan Âm, Chú Đại Bi, Lâm cũng nghe được cái từ đó. Thì Tuấn Lộc cũng là tu lô, bỏ bớt những cái chữ đầu cuối để lấy chữ tu lô thôi. Lâm biết là Lâm cũng chưa hỏi ai hết, nhưng mà mình thích thì mình đặt. Giống như giai điệu thôi. Lâm vẫn nói ngay từ đầu là kêu gì cũng được, không cần phải đổi, chỉ là nó khác cái chủ đề một tí thôi. Chỉ là Lâm muốn cái tôi của mình ở bên trong nó được phát hiện một chút xíu. Trong âm nhạc thì đôi khi cũng phải có một cái gì đó gai góc một xíu. Nó phải là mình một xíu thì nó mới thú vị, và để cho người khác có những góc nhìn khác, thưởng thức được một cái bài hát nó đa dạng hơn. Càng ngày Lâm càng hướng tới cái sự đa dạng hơn cho khán giả. Cái tên nó cũng chỉ là một cái tên thôi. Cái để mình đi lên, mình cố gắng. Hiện tại vẫn là cái gì đó nó rất là nhiệm màu. Có một câu rất là hay: tôi tôn trọng quá khứ nhưng tôn thờ tương lai. Tự do, tự tại, tỉnh giác, vui vẻ, hạnh phúc. Nói về thay đổi thì cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ là dòng nhạc mình đa dạng hơn, phong phú hơn, cho khán giả những món ăn tinh thần khác. Có thể là lấy lòng mấy em Gen Z chẳng hạn. Có thể là con đường của mỗi người mỗi khác. Khi nào mình đủ chín chắn, mình đủ cái trải nghiệm thì mình sẽ bước từng bước. Khi mà mình đổi tên, mình không làm được điều gì đặc biệt á, mình dễ bị đối xử với bản thân mình ngược lại. Nói chung ra là tiêu cực đẩy lùi xa với mọi thứ, anh em bạn bè, những mối quan hệ. Mình muốn nó hoàn hảo nhất có thể, biết quan tâm lo lắng đến mọi người. Nhưng mà đôi khi sự thật không dễ như vậy. Lâm vẫn thấy mình bị loay hoay ở trong cái vòng lẩn quẩn của cái cuộc sống này. Xin lỗi vì có lẽ quá mập. Lâm đã để làm mất hình tượng mà mọi người đã trông chờ. Xin lỗi thứ hai đó là giọng ca của mình không còn được mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Và lời xin lỗi cuối cùng đó là xin lỗi đến những người đã chưa bao giờ thất vọng về mình, nhưng mà thật sự họ đã mất đi trong lòng một chút gì đó. Lâm trải qua những cuộc khủng hoảng của việc là Lâm không có công việc ổn định, không đi học tới nơi tới chốn. Hai cái điều đó thôi thì làm cho Lâm nhớ lại là mình đã từng rất là muốn bỏ cuộc. Mình không muốn làm gì nữa hết, không muốn đứng lên bằng đôi chân này nữa. Cái khoảng thời gian đó Lâm không có nhận ra mình là ai nữa. Chắc cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Cũng nhờ ba mẹ. Ba mẹ toàn nhắc là ngủ, ăn, uống thuốc, tắm, thay đồ, là mấy việc nhỏ. Bố Linh da vẫn bình thường. Bố vẫn khen em là sáng dạ. Bố nói mày là tâm huyết của bố, làm gì đó cho bố thấy bố vui là được. Sức khỏe của Lâm hiện tại khá là ổn định. Hồi đó 71, bây giờ còn 65. Lâm thì Lâm lười quá, Lâm không có tập thể dục. Lâm chỉ có đi thục bia thôi. Thì đi vòng cũng được mấy cây số. Quan trọng là mình ăn đúng cái giờ mà mình muốn. Buổi sáng ngủ tới 9 giờ, xong sẽ đi cà phê, đi pizza. Xong 1 giờ sẽ đi tới chỗ quán để làm thêm. Mới làm được mấy món thôi. Sau làm thêm khoảng 6 đến 8 tiếng thì lúc 6 giờ về nhà tắm rửa, ăn uống hoặc là xem phim, thu âm.
mà đúc kết ra thì những câu ông bà mình ngày xưa nói là đúng không à? Dục tốc bất đạt. Khi mà gặp một người lạ, Lâm sẽ có cảm giác hồi hộp, run rẩy, thì mình sẽ nhắc mình là chậm lại để mình thông suốt. Lâm luôn cầu nguyện cho trí não mình sáng suốt thôi, như không có cầu nguyện tiền bạc thì mình có thể kiếm được mà. Lâm đọc sách của đạo Phật về chánh pháp, ai cũng phải sai lầm cả. Lâm cũng không ngoại lệ, có những sai lầm mà không bao giờ lấy lại được, cũng có những bài học mà mình sẽ học hoài, học mãi. Lâm cảm thấy được sống ở trái đất này, bàn tay của đất mẹ che chở là một cái điều gì đó phi thường, mà chỉ muốn nói là cảm ơn cuộc đời vì không có gì là vô hạn, là mãi mãi. Từng phút từng giây trôi qua thì Lâm luôn muốn mình sống trong chánh niệm của Bụt và tỉnh giác của Phật, hai cái điều đó.